còn đi pha xa. Chippy là cái gì quá, cái là của mình. Trời ơi, chứng minh không có kè. Đủ kè mới đẻ, em bé mới đẻ uống chút xíu à, 30 ml nha. 30 lít. Trời 30 lít bự bằng cái chai này luôn, không nổi tắm à. 30 lít là bằng cái bình hà. Chippy nó mà đẻ quá đẻ ra em bé rồi. Ú ở đâu phải bé chụp mà, sao chụp lại biết thôi. Cô bé giống này. Trong bánh xe gồ đầy em bé vô số tròn và quái trọng. Và sữa xong rồi mình vô chỗ. Em bé uống nha rồi chỉ tâm chú. Đi mình. Rồi bây giờ ta sẽ mình ăn chưa hết nữa. Để được nè ba. Trời các bạn ấy được luôn. Để đi ba mà ăn luôn thôi em đi. Cô mua đồ ăn không? Cô mua không cô? À, không, người nhà cảm ơn cô. Không mua, cô ăn rồi mà không mua gì nữa. Cô ăn rồi, cô cũng không mua nữa chứ cô. Không mua gì nữa canh em nha. Ba đi ngủ một xíu, ba ngủ lăng quá. Tay cây đuôi mình kéo mà lại cho ba mình ngủ nha. Ba đi ngủ một xíu, ba ngủ lăng quá. Tay cây đuôi mình kéo mà lại cho ba mình ngủ. Hai người chị gương mẫu, đi vô chăm em. Nghỉ học cho nên phải làm bài bù. Wow, lần đầu tiên thấy pin nó tự giác nó lấy ra nó làm á. Thôi khó quá, hồi dẹp. Chippy này lười việc quá. Chippy này, nó lười biến quá. Ui, phải chừng tỉ mới được. Nó đây nè. Lười biến hả? Lười biến hả? Trách làm nó rồi. Xin lỗi Bi nha, cái Bi nó siêng năng lắm. Nó làm bài. Ui, xin dẹp nó nước rồi. Kéo cái lại đây là một cái phòng luôn nha. Thôi mình kéo mày lại. Thôi mình kéo lại cho em. Bé ngu kêu nhẹ thôi. Em bé đang ngủ ngủ hết hồn. Hết hồn. Hết hồn. Hết hồn. Rất sexy nha. Có qua trời nốt luôn. Có thể cắm sạc chơi game cái này. Có phải là siêu âm giống bà bầu không ta siêu âm coi của Chippy có bầu hả? Bị con bé hả? Bị có thanh. Ủa chị sao siêu âm thấy cái cục gì nó ở trong á? Tròn tròn. Cục đó màu vàng đúng không ba? Không, màu nâu. Chippy muốn cục nè. Em bé lại đi thoái hết nè. Đâu. Chị tự chơi không? Nè cầm mọi đứa cãi đi. Rồi trò chơi pha sữa không chín tinh nhẹ cầm đi bắn nước chiêu Chippy pha sữa cho em xong chưa rồi nè hà bong bóng không vậy bắn nước từ đồng sâu nóng mà sao con lên lỗ nặng để cô đấy dương đi đâu mẹ đã sinh em xong từ nơi tim mẹ tràn đầy niềm vui chẳng vì đến đó kẹt luôn ha 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 không biết làm thế nào nữa mới thoát nghe tiếng bánh xe Bi nó chạy ra kìa nghe tiếng bánh xe mẹ về tiếng bánh xe kia bài xe xác con đời hay trời em bé tốn kém quá giờ biết không đẻ đâu trời mới sao tuổi mà đẻ thế nè cả
cầm máy quay cho ba đi, ba test cái ghế trong bệnh viện cho bi coi nha. Bình thường hả? Thường được, cái này nè, đây, đó. Ba làm và sẽ trở thành cái giường. Giường. Đó, ba nằm nè, nằm ngã lưng. Chứ, vậy mà nói xịn. À, chắc ba lộn. Ở đây nguy hiểm quá hò. Kẹt cái giò đau cái chân, trời ơi đau cái chân tôi. Kẹt cái giò. Trời ơi làm sao thoát ra. Trời ơi kẹt cái chân, đau cái chân quá. Kẹt cái chân. Thử lấy cái này đập đi thôi. Ủa vậy sao ba rút chân ra được? Ủa ha. Ủa trời ơi nó kẹt cái dép, nó kẹt chân qua đâu. Này chắc nằm vậy nè. Mà sao ngủ mà đau chỗ này quá. Thôi ba kêu lên cho mình